Dạy con câu cá trộm. Cho tôi 2 vé, một người lớn và trẻ em. Con hãy đọc cho bố nghe tấm biển này viết gì. Thời gian câu cá bắt đầu từ 9 giờ sáng và kết thúc lúc 4 giờ chiều ạ. Tốt lắm. Bây giờ là 13 giờ 30 phút, vậy là bố con mình có 2 giờ 30 phút để câu cá. Đúng rồi con trai, con giỏi lắm. Con hãy ngồi ở tư thế thoải mái nhất nhé. Vâng ạ. Đã 30 phút rồi, sao vẫn không thấy con cá nào cắn câu ba nhỉ? Đừng sốt ruột, câu cá là phải kiên nhẫn con ạ. Ba ơi, đã 3 giờ rưỡi chiều rồi mà vẫn không thấy con cá nào cắn câu là sao? Hay là mọi câu của ba con mình không ngon hả ba? Không phải vậy đâu con, chưa đến lúc thôi. Kiên trì ngồi yên đi con. Ba, chắc hôm nay ba con mình về không rồi. Sắp hết giờ câu rồi mà chưa có nào cắn câu hết. Chịu khó ngồi đến hết giờ xem sao con trai. Ba ơi, cá cắn câu rồi. Giật lên nhanh đi con trai. Nặng lắm, chắc là cá to lắm đấy. Ba giúp con với. Yeah, con cá to quá. Tony, xem mấy giờ rồi con? 4 giờ 10 phút rồi ba ạ. Con yêu, con nhìn đồng hồ xem. Bây giờ đã là 4 giờ 12 rồi. Theo quy định, chỉ có thể được câu đến 4 giờ là phải dừng lại. Vì thế chúng ta nhất định phải đem con cá này thả nó xuống sông thôi. Thế nhưng lúc mà chúng ta câu được vẫn còn chưa đến 4 giờ mà ba. Cho nên con cá này chúng ta vẫn có thể mang về nhà mà. Quy định chỉ có thể câu đến 4 giờ, chúng ta không thể vi phạm quy định được. Cho dù lúc con cá này mắc câu là trước 4 giờ đi nữa, thì khi chúng ta câu lên cũng đã là quá 4 giờ rồi. Cho nên bắt buộc phải thả nó đi. Ba ơi, đây là lần đầu tiên, mà cũng là lần đầu tiên con câu được con cá to như vậy. Mẹ nhất định sẽ rất vui. Ở đây lại không có ai nhìn thấy. Ba cho con mang nó về được không ba? Không thể, vì không có ai nhìn thấy là nói có thể mang về nhà được. Con đừng quên rằng mọi chúng ta đang làm gì, có một vị thần đang nhìn và thần biết hết chúng ta làm những gì. Con trai, hãy nhớ bài học ngày hôm nay, hãy luôn trung thực, con sẽ không bao giờ phải hổ thẹn với lòng mình. Vâng, con nhớ rồi ạ. Mười năm sau. Văn phòng luật sư Sọt Hamilton đây rồi. Vâng, như vậy nhé. Bà cứ chuẩn bị đầy đủ giấy tờ rồi mang đến cho tôi. Vâng, cảm ơn luật sư ạ. Chào luật sư. Xin mời người tiếp theo. Xin chào luật sư. Tôi có thể giúp gì cho ông? Tôi bị người hàng xóm chiếm mất một phần đất của nhà tôi. Tôi muốn kiện ông ta. Thưa ông, trước khi chúng ta bắt đầu vụ kiện này, tôi phải nói với ông điều này. Đó là nếu như tôi phát hiện ra ông có che giấu tình tiết vụ án hoặc là không thành thật, tôi sẽ lập tức từ chối biện hộ cho ông. Tôi không có cách nào giúp giải oan cho người không thành thật, bởi vì như vậy là vi phạm nguyên tắc lương tri của tôi. Tôi sẽ trả giá cao cho ông mà. Tôi sẽ không quan tâm đến giá cả nếu như thân chủ của tôi không cam kết những lời khai của họ hoàn toàn trung thực. Tôi muốn có thời gian chuẩn bị kỹ hơn về vụ kiện này. Tôi xin phép về. Xin mời người tiếp theo. Đó là câu chuyện thật của vị luật sư nổi tiếng người Mỹ George Hamilton.
Bây giờ là 4 giờ 12 phút rồi. Chính câu nói nghiêm khắc của một người cha đã tạo nên một vị luật sư của chính nghĩa. Một nửa chiếc bánh mì vẫn là bánh mì, nhưng một nửa sự thật không còn là sự thật. Hai cô gái và cục bướu. Ngày xưa, vùng nọ có một gia đình rất nghèo. Họ sinh được một bé gái, nhưng không may cô bé ấy bị cục bướu bẩm sinh ngay trên khuôn mặt. Trùng hợp thay, cũng cùng thời điểm đó, nhà lão phú hộ giàu có trong làng cũng sinh ra một cô con gái bị cục bướu to bên má phải. Mặt thế này thì con gái tôi xấu nhất làng mất thôi. Sao chuyện này lại xảy ra với một phú hộ giàu có oai phong như mình chứ? Thật mất mặt quá đi. Lớn lên, cô gái nhà phú hộ lúc nào cũng hằn học, than khóc về cục bướu trên mặt. Ngược lại, cô con gái nhà nghèo nọ vẫn luôn vui vẻ lạc quan, sống chan hòa với mọi người. Ôi trời, ai ngờ lại có con bé còn có cục bướu to hơn cả mình. Chúng ta cũng giống nhau phải không? Tao không giống mày. Cục bướu của mày to hơn của tao nhiều. Mày còn xấu xí gấp 10 lần tao. Trong cái bướu của mày mới khủng khiếp làm sao. Trời ơi, mưa to quá. Trời tối rồi, có lẽ mình phải ngủ lại ở đây, sáng mai mới về nhà được. La 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 la, hãy nhảy múa nào, bạn ơi cùng tôi hát lên khúc ca yêu đời. Cô gái, cô có giọng hát thật hay. Hãy lại đây hát cho chúng tôi nghe đi. La 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 la, hãy nhảy múa nào, bạn ơi cùng tôi hát lên khúc ca yêu đời. Cô hát hay quá, nhưng đến giờ chúng tôi phải đi rồi. Ngày mai chúng tôi lại muốn nghe giọng hát của cô. Cô hãy đến đây vào tối mai nhé. Nhưng nhỡ đâu cô ấy không tới thì sao? Chúng ta hãy lấy cái gì đó của cô gái để làm tin đi. Cô gái này có gì quý giá để chúng ta lấy làm tin được nhỉ? À, hãy nhìn xem, cô ấy có cục bướu ở trên mặt. Có lẽ đây là một vật quý giá của cô ấy. Ta đã lấy vật quý trên mặt của cô để làm tin. Nếu mai cô không lấy lại nó thì phải đến đây hát cho bọn ta nghe. Giờ thì tôi phải về đây. Sau đó họ đã lấy đi cục bướu trên mặt tôi. Mày nói thật chứ? Hãy chỉ cho tao cách để cục bướu của tao cũng biến đi được không? Được chứ. Các ngươi hãy về đi. Ta sẽ ở đây chờ lũ quỷ. Tôi đã tới theo lời hứa rồi đây. À, cô gái hôm qua lại tới hát cho chúng ta rồi đây. Đừng có động vào tôi. Tránh xa tôi ra, thật là hôi hám. Chúng tôi đang chờ để được nghe giọng hát của cô. Giờ cô hãy hát đi nào. Tôi hát các ngươi sẽ lấy đi cục bướu trên khuôn mặt của ta đúng không? Vậy ta hát đây. La 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 la, hãy nhảy múa nào. Bạn ơi, cùng tôi hát lên khúc ca yêu đời. Ồ thôi đi, sao hôm nay cô hát chán thế hả? Chúng tôi không muốn nghe nữa. Thì ta sẽ hát lại, xin hãy nghe ta hát đi mà. La 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 la, hãy nhảy múa nào. Bạn ơi, cùng tôi hát lên khúc ca yêu đời. Chúng tôi không muốn nghe nữa, cô hãy cút đi. Liêu liêu. Này cô, tôi trả lại cho cô cái này. Vậy là từ đó, cô con gái phú ông
phải mang thêm một cục bú nữa bên má trái đến suốt đời. Mụ phù thủy mũi sắt. Xưa ở dưới chân núi, có một bác tiều phu nghèo quá vợ, một mình bác nuôi cả đàn con thơ. Hàng ngày, bác thường vào rừng kiếm cái ăn cho bọn trẻ, cuộc sống của cha con bữa no bữa đói. Hôm nay cha chỉ kiếm được ít quả dại này thôi, các con chịu khó ăn nhé. Con ứ ăn quả dại nữa đâu, chát lắm. Khổ thân các con, cha hứa ngày mai cha sẽ đi vào trong rừng sâu hơn, chắc chắn kiếm được nhiều thứ ngon đem về cho các con. Ôi, thích quá, thích quá. Ta đã đi sâu vào trong rừng rồi mà vẫn chưa kiếm được thứ gì ăn cho bọn trẻ. Kỳ lạ thật, lại có một ngôi nhà nhỏ trong rừng sâu thế này. Lại có lửa đang cháy, chắc có người ở. Ta hãy thử vào xem sao. Có ai ở nhà không? Đứng lại. Bà là ai? Ta là phù thủy mũi sắt đây. Người đừng hòng thoát khỏi ta. Thả tôi ra. Thả tôi ra. Đừng hòng. Đã vào đây rồi thì đừng có hòng thoát. Tôi có làm gì nên tội mà lại giam giữ tôi thế này? Thả tôi ra. Ta chỉ có thể tha chết cho ngươi với một điều kiện. Điều kiện gì? Người phải lấy ta làm vợ. Hả? Ta cho ông từ giờ đến chiều ngồi nghỉ nha. Nên nhớ, nếu không đồng ý lấy ta thì ta sẽ lấy mạng của ông. Sao lại thế được cơ chứ? Cả đời này ta chỉ có một người vợ mà thôi. Đó là mẹ của các con ta. Không biết bọn trẻ giờ thế nào rồi. Tội nghiệp chúng, chắc là chúng đói lắm rồi. Khổ thân các con. Cha hứa ngày mai cha sẽ đi vào trong rừng sâu hơn, chắc chắn kiếm được nhiều thứ ngon đem về cho các con. Ôi, thích quá, thích quá. Không, nhất định là bằng cách nào thì mình cũng phải trở về với các con của mình. Phải nghĩ cách gì mới được. Thế nào, ông đã nghĩ kỹ chưa? Có chịu lấy ta làm vợ không? Thôi được, tôi đồng ý. Nhưng mà với điều kiện, bà phải theo tôi về nhà tôi ở. Hả? Về nhà ông? Đúng vậy. Theo phong tục từ xa xưa để lại của chúng tôi, thì người vợ phải theo chồng về nhà ở mới phải. Theo ông ta về nhà ư? Liệu ngươi có định giở trò không hả? Nhưng mà, đằng nào thì mình cũng có phép thuật, chả có gì phải sợ hết. Chậm lại, ông định làm ta mệt đến chết hay sao mà đi nhanh vậy? Dừng lại nghỉ đã, ta không thể đi nổi nữa rồi. Sức mạnh của mụ phù thủy có lẽ nằm ở chiếc mũi thần kia thôi. Mình phải nghĩ cách bỏ sức mạnh ấy của mụ. Khốn kiếp, lão kia, ta sẽ lấy mạng lão. Đứng lại. Các con, con đói. Cha, thức ăn đâu? Con đói quá. Phù thủy mũi sắt. Phù thủy mũi sắt? Thức ăn là phù thủy mũi sắt hả? Đâu, đâu hả cha? Chúng con đang đói lắm. Hả? Bọn chúng đòi ăn thịt ta sao? Phù thủy mũi sắt đâu ạ? Phù thủy mũi sắt đâu? Hả? Ăn thịt cả phù thủy ta sao? Hóa ra lão kia giả vờ khù khờ để lừa mình đến đây cho con lão sơ tái. Ôi không! Thế là cha con người tiều phu được đoàn tụ. Sau đó, người tiều phu khai phá đất đai, trồng lúa làm rẫy. Cuộc sống của cha con no đủ, không còn phải chịu cảnh đói kém nữa.
hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.